Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Con cái là duyên hay là nợ? Có một cậu thanh niên con nhà giàu, thấy cha mình chơi cổ phiếu quá mức, lớn tiếng với ông ta: ông không được để thu tiền của tôi. Anh ta nói không sai, anh ta chính là người sau này kế thừa di sản của cha mình. Số tiền mà người cha thu hôm nay đích thực là tiền của anh ta. Do vậy, hữu nhàn mới là phú quý đích thực. Người đau khổ chính là những người cứ khăng khăng cố làm những việc mà năng lực bản thân của mình không thể thực hiện được. Vì vậy, ngày ngày chỉ biết mơ tưởng đến tương lai, chính là đánh mất đi hiện tại, là chuốc khổ vào thân. Chúng ta mỗi ngày đều rất là bận rộn, lao nhọc bận rộn suốt cả một đời. Tất cả đều là trả nợ cho thiên hạ, cho cha mẹ, cho vợ chồng con cái, không còn một khoảng trống nhỏ nào cho sự tồn tại của bản thân. Bất chợt, một ngày bình tâm ngồi lại, chúng ta chỉ còn biết ngước mắt lên trời và hỏi: rốt cuộc tôi là ai? Tôi vì ai mà vất vả? Tôi vì ai mà đầu tắt mặt tối? Rất nhiều người trong cuộc sống này suốt ngày cứ phải sống trong bận rộn tất bật chỉ vì người khác, tất bật vì những thứ mới lạ, nhưng lại chẳng bao giờ vì mình mà bận rộn, chưa bao giờ tĩnh lặng ngồi nghĩ lại mình là ai trong cuộc đời này. Con người sống vì cái gì? Con người tìm kiếm điều gì trong vòng lao dịch? Do vậy, có thể thực sự đạt tới hữu nhàn quả thật là không dễ, đó mới chính là phú quý thực sự. Vậy cái gì là phú quý giả? Đó chính là những người rất là giàu có, nhưng ngày nào cũng bận rộn đến không hở tay ra được. Vì vậy, người giàu nhưng bận rộn chỉ là người phú quý giả, chỉ là người canh giữ của cải cho con cháu mà thôi. Người giàu có nhưng đầu tắt mặt tối khác với người nghèo ở điểm gì? Điều này cũng giống như mọi người, giấc mơ của họ cũng giống mọi người, thời gian làm việc của họ cũng giống mọi người. Khi những người này qua đời, tất cả tài sản để lại cũng chỉ là vô nghĩa, chẳng thể chẩn đoán cho họ điều gì. Đó chính là cảnh giới của nhân sinh hiện tại. Người giàu có phải là tên nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu mình hay không? Đời người nào khác gì những khán giả đang ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo một vở kịch. Người không thể vượt lên chướng ngoại vật, không thể hiểu được cuộc đời như một sàn diễn, sẽ bị kéo lên sàn diễn, đảm nhận một vai diễn trong vở kịch đó, dành hết tâm tư của mình vào vai diễn. Người có thể vượt lên trên chướng ngoại vật chính là vị khán giả hiểu được những gì diễn ra trước mắt chỉ là một vở kịch. Người có trí tuệ tương đối khá, hiểu rằng mình đang tham gia vào một vở kịch, sẽ không đặt hết tâm trí tình cảm của mình vào đó. Một khi bức màn sân khấu khép lại, anh ta hoàn toàn có thể quay về với bản tính của mình. Người khai ngộ nhìn sự vật bằng các khía cạnh. Ví dụ chúng ta đối đãi với các con cái của mình bằng một tấm lòng như nhau, nó say mê học tập hay là hết sức lười biếng đều không có sự phân biệt, nó đang học hay đang chơi đều không có sự phân biệt. Có thể mọi người nhận thấy đó là một sự buông thả về tư tưởng, nhưng đứng trên quan điểm thiền học mà nhận xét, chúng ta đã thoát khỏi được nguy cơ bị con cái lôi kéo cảm xúc của mình, khiến cho bản thân không thể hiểu được cuộc đời nhân sinh là một vở diễn. Nói một cách khác, có hay không có đứa con ấy cũng đều như nhau, và thế là chúng ta không bị chúng lôi kéo, không còn tiếp tục vướng vào những chấp trước nữa. Mọi người không còn vì chuyện con cái bị tổn thương mà sinh ra đau xót, cũng không vì chuyện con cái thi cử thành đạt thành tích ra sao mà tỏ ra vui mừng. Bây giờ mọi người càng dễ dàng tiếp cận đến một trạng thái là nhìn thấy phía sau sự vật của một hiện tượng vẫn còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tiềm ẩn khác nữa. Biểu hiện bên ngoài là tốt, bên trong chưa chắc hoàn toàn đã không xấu. Do vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ý nghĩa của ngũ uẩn giai không là cảm thức tôi vừa nhắc tới. Vì ngũ uẩn giai không nên có thể độ hết thảy mọi khổ nạn. Hoặc có đoạn: Bồ đề toát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Có nghĩa rằng khi ta nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã này thì tâm ta không còn chướng ngại. Khi tâm không còn chướng ngại
nên không còn sợ hãi, tách biệt với những điên đảo mộng tưởng. Khi con người đặt tâm theo cái biểu tượng của sự vật, chẳng thể bằng nhìn thấu chân lý từ phía sau của sự việc. Tôi có các gia chủ giàu có, thành đạt do một đời vất vả. Họ thường có vài điểm chung, đó là không an lòng về con cái. Họ hết mực lo cho con cái đầy đủ, không để thua thiệt với người khác. Đó là do tâm của họ bị cuốn theo sự vật. Nếu bình tâm, họ có thể nhìn thấu chân lý của việc này. Bản thân họ có được ngày hôm nay do sự cố gắng không ngừng nghỉ. Chính sự thiếu thốn vật chất thúc đẩy họ vươn lên trong một cuộc sống tốt hơn. Ngược lại, những đứa con khi sinh ra có đầy đủ vật chất, thiếu đi động lực phấn đấu. Điều cản trở lớn nhất chính là những áp đặt của cha mẹ. Chúng phải miễn cưỡng làm theo điều cha mẹ muốn, trong khi trong quá khứ cha mẹ làm những điều bản thân họ muốn. Đó chính là góc nhìn của người khai ngộ. Có như vậy mới hiểu rõ khổ nạn của con người, hết thảy đều chịu sự lừa dối của ngũ uẩn. Do vậy, ngọn nguồn của tất cả khổ nạn đều được tạo ra bởi sự phân biệt tốt xấu cao thấp, có và không của chúng ta đối với cuộc đời này. Khi cha mẹ càng kỳ vọng vào con cái sẽ càng dễ thất vọng. Hãy trợ duyên cho chúng, làm những điều chúng muốn thay vì làm những điều cha mẹ muốn. Phật Pháp cũng nhấn mạnh rằng sở dĩ con người có tâm phân biệt vì họ đang phải tồn tại trong cái thế giới tốt xấu, cao thấp, có và không này. Có tâm phân biệt, con người bắt đầu có buồn vui và khổ nạn. Thiền ý mang đến tư tưởng cho con người không phải vừa nói đã hiểu, mà phải suy nghĩ rồi mới dần dần lĩnh hội. Những bậc cha mẹ đặt tâm tư quá nhiều vào con cái sẽ không thể nào rũ bỏ nỗi bất an dù chúng đã có gia đình. Lo lắng khi chúng sắp chào đời, lo lắng khi chúng còn trẻ thơ, đến tuổi 13-14 vẫn cần đến sự dạy dỗ bảo bọc của cha mẹ là điều đương nhiên. Sau khoảng thời gian ấy, cha mẹ vẫn còn bảo bọc như lúc ban đầu sẽ khiến chúng trở nên vô cùng khó chịu, thậm chí đánh mất khả năng tự lập cho sau này. Có thể đạt đến cảnh giới tâm không phân tướng, bình đẳng, người tự nhiên cảm thấy sẽ thoải mái thân tâm. Do vậy, nếu chúng ta nói với con cái rằng cha mẹ là bình đẳng, con cái sẽ thấy hết sức dễ chịu. Cha mẹ và con cái bình đẳng, cha mẹ chẳng phải là biến thành bạn bè của con cái rồi sao? Và như vậy, con cái có thể chút bầu tâm sự với cha mẹ, thậm chí kể tất tần tật với cha mẹ của mình. Thế là con cái cảm thấy tự nhiên cha mẹ thân ái hơn rất nhiều. Đến khi trưởng thành, con cái vẫn có thể giải bày tâm sự với cha mẹ vì cha mẹ là bạn của chúng. Nếu cha mẹ quá nghiêm khắc, con cái nhất định sẽ không thể giải bày tâm sự của mình, thay vào đó là sự xa cách. Vì lẽ đó, đối với những bậc làm cha làm mẹ, khi con cái của chư vị đã đạt đến 13-14 tuổi, chư vị hãy đối đãi bình đẳng với con cái của mình. Khi con cái trưởng thành, phải tranh thủ duy trì mối quan hệ hài hòa cả giai đoạn sau của cuộc đời. Cha mẹ phải đảm đương vai trò là người xây dựng ý kiến cho con cái của mình khi nó gặp khó khăn. Đó chính là điều mà con cái mong đợi, không phải là sự quản giáo của cha mẹ, mà là một người bạn để giải bày tâm tư nguyện vọng. Đến lúc ấy, cha mẹ đã chuyển hóa vai trò của mình thành một người bạn của con, cuộc sống khi đó mới thực sự thoải mái, tự tại. Nếu cha mẹ cứ muốn áp đặt quyền uy của mình, tăng thêm sự quản thúc của con mình, nhất định sẽ không thể nào tìm được giây phút an nhàn. Hơn nữa, cha mẹ không nên cho rằng vì mình đã từng trải sự đời nhiều nên luôn có thừa kinh nghiệm dạy bảo con cái. Con cái các vị đôi lần làm theo ý riêng của chúng và thất bại, thế là các vị mắng: "Tao nói mày rồi, trứng đòi khôn hơn vịt." Hoặc là câu: "Thế mày là bố hay tao là bố? Trứng mà đời khôn hơn vịt hả?" Là con người rất cần nhiều thất bại mới dẫn đến thành công. Khi lọt lòng, con người phải cần quá trình tập bò, tập chạy, tập đi. Thế mà khi con trẻ đôi lần thất bại, các vị không khuyên nhủ, lại dùng lời nặng lời nhẹ tới tấp. Vì sao các vị không nhớ? Người lớn đã từng là trẻ nhỏ, nhưng trẻ nhỏ chưa từng là người lớn. Chẳng may các vị có một đứa con quá khó dạy bảo, thay vì bỏ mặc chúng, hãy dùng hơi ấm của mình trợ duyên cho chúng. 10 phần không được, chí ít cũng được 2-3 phần. Vì sao cha mẹ không thể nhìn nhận con gái mình cần có một quan niệm riêng và con đường riêng của chúng?
vì sao các bậc cha mẹ vẫn thường lấy quan điểm cũ và khái niệm riêng của mình để cưỡng ép con cái phục tùng theo, mà chính bản thân cha mẹ không chắc chắn đó là quyết định chính xác nhất cho con cái hay chưa. Xã hội ngày nay chuyển biến rất là nhanh, thế hệ ngày nay có được nguồn trí tuệ cần thiết của thời đại mà chúng đang sống. Do vậy, khi cha mẹ tiếp tục áp đặt con cái làm cái này, bảo làm cái kia, không biết cùng con cái bàn bạc một cách chân thành, những bậc làm cha làm mẹ có con cái đã quá 13-14 tuổi đầu, nếu con cái thường xuyên có sự bất đồng với các vị, khiến các vị không thể gặt hái được phước huệ của con cái, ngay từ hôm nay xin chư vị chuyển hóa bản thân thành một người bạn của con cái mình, làm người chúng đặt niềm tin khi gặp trở ngại, khi gặp khó khăn, thậm chí tham gia vào những trò chơi, những game chúng thường chơi để có những chủ đề cùng nhau bàn tán thảo luận. Nếu một vài lần làm chưa được, hãy thực hiện cả vạn lần. Thay vào đó, bỏ ngay thói quen bảo con cái phải làm thế nào mà chuyển hóa thành bàn bạc thảo luận với con cái nên làm ra sao, chỉ dẫn chúng làm điều đó như thế nào, đưa ra giải pháp, hỏi lại ý kiến, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chúng. Làm được như vậy, các vị vừa là người bạn, vừa tạo được sự tin tưởng cho con cái của mình. Thiền ý tôi vừa gửi đến các vị, khi con người bình tâm, nhìn rõ chân tướng sự việc, có hay không có con cái đều là duyên. Cảm ơn các vị đã xem, chúc các vị tâm thân an lạc.